Yo, ok, hello anh em, hi hi. Chào anh em quay trở lại với Kenshin Park và channel của mình. Mình đang rất YouTube đây, hello anh em. Đây là cái video hướng dẫn nhanh về cái sự kiện tinh xảo khéo léo. Sự kiện này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó được chờ đợi nhiều do cái khoảng cách giữa các sự kiện nó lâu quá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha. Khi vào game thì anh em sẽ nhận được cái quest nhiệm vụ tinh xảo khéo léo này. Trong trường hợp anh em đã đạt đủ các điều kiện như là gấp đôi mạng mạo hiểm hay là một số cái quest liên quan. Cái thông tin quét thì anh em có thể tìm hiểu trong phần mô tả của video hoặc là trong cái link nha, mình sẽ cung cấp link. Trong trường hợp anh em không nhận được quét, ấn vào phần nhiệm vụ này, anh em ấn làm nhiệm vụ này, nó sẽ chỉ anh em đến gặp NPC Catherine. Và ở đây thì ta sẽ nói chuyện với NPC như bình thường, và nó sẽ nói là có một cái tòa tháp bí ẩn cần phải được khám phá. Ok, sau đó thì chúng ta phải nói chuyện với NPC mới tên là, không biết đọc anh em, Hồng Lang à. Thì ở cái đoạn này có một cái chú ý, đó là nó chỉ thẳng đến đây, trong khi cái chỉ vị trí thì nó là một cái dấu hình màu xanh như thế này, nó đè lên luôn cái bí cảnh. Thì nhiều khi anh em nhìn vào đây, anh em nghĩ là hay là mình dịch chuyển đến thôn tù cốc để chạy xuống, hay là từ trên này hay là từ dưới đây. Thực ra là ba điểm này đều không phải, anh em hãy zoom vào đây, bấm vào cái bên dưới này, hoặc là bấm vào cái nút đấy cũng được, nó hiện ra hai cái nút đây. Thì có tinh xảo khéo léo bên dưới, bấm vào và dẫn dịch chuyển đến. Ok, mình nghĩ là có rất nhiều người chạy bộ luôn đấy, nhưng mà thực sự chạy bộ cũng tốt anh ạ. Rất là sức khỏe. Rồi, chúng ta đến Hồng Lang và nói chuyện với anh ta. Với ủy thác thì anh ta sẽ nói rằng cái bí cảnh này nó trống rỗng, nhưng mà chúng ta phải vào kiểm tra xem là nó có cái gì. Ok, bây giờ mình phải vào bí cảnh thôi. Thì ở đây nó chia ra ngày anh em ạ, nhanh hơn nữa là ngày đầu tiên này, quay qua hành lang, ở nguy hiểm trên cao, vân vân mây mây. Như các cái sự kiện khác, ở đây có nút thư viện thì chúng ta có thể thấy là xem được ở đây nó có cái bố cục như thế nào, layout như thế nào. Bên cạnh này có một cái hướng dẫn để chúng ta biết là cái những cái cơ quan này bố trí như thế nào và nó có tác dụng ra sao. Có nhiều cái có thể trừ máu được anh ạ. Trong trò này thì khi vào chơi anh em sẽ có khoảng 10 máu hoặc là 3 máu tùy vào cái quy định của cái màn chơi đấy. Nếu như anh em bị dính vào những cái đòn của cái cơ quan này giống như chơi Mario vậy thì anh em sẽ chết, mất máu và sẽ hỏng. Ok, đại loại là như vậy. Sẽ vào cái nhanh hơn nữa này. Ở trong đây thì chúng ta tiếp tục nói chuyện với NPC lần đầu tiên khi vào. Sau đó thì NPC sẽ nói là trong này đâu có phải là nhà trống đâu, nhìn nó giống như là một cái bí cảnh vậy. Thực ra là lời giải thích đó là do cái bí cảnh này nó thay đổi theo tâm ý của người đi vào. Thực ra tâm ý của mình vào đây là muốn kiếm nguyên thạch, cho nên là nếu như mình vào đây nó phải hiện ra rất nhiều nguyên thạch mới đúng, nhưng thực ra không phải ạ. Nó thay đổi theo tâm ý của nhà lữ hành. Ok, rồi bây giờ nó sẽ bảo là chúng ta cần phải nói chung đây là cái hướng dẫn thôi, hướng dẫn là làm cách nào để bố trí một cái cơ quan. Thì cái việc đầu tiên nó muốn anh em làm đó là phải lấy cái đồng xu này, nó chỉ có một cái đồng xu ở đây thôi. Thì thoạt chạy vào thì có thể là mới vào thì anh em sẽ bỡ ngỡ vì không biết là lấy kiểu gì, vì cái tường này không trèo lên được. Đây, không có cái cầu thang nào đi lên. Phía sau thì nó có đồng xu nhưng không phải đồng xu mình cần lấy. Ở đây nó có một cái chỗ bắt đầu thiết kế, khi bấm vào thì nó sẽ nhảy ra một cái loạt cảnh như thế này. Và ở đây nó sẽ chẳng có cái gì ở bên dưới này cả. Nó chỉ có bốn cái điện cực lôi ở đây thôi. Thì nhìn đây anh em hiểu rồi đúng không? Đó là chúng ta phải thả cái điện cực lôi này ra để có cái cánh nào đây này, chúng ta sẽ bay lên nhiều ngoài map vậy. Ok, thì khi bấm vào cái điện cực lôi thả ra giống như trang trí ấm trần ca vậy, nó cũng có mấy cái nhiều xoay này. Ấn vào tiêu điểm thì nó sẽ zoom lại. Muốn zoom ra thì anh em cuộn chuột. Cái này mình hướng dẫn cho máy tính thôi, trên điện thoại thì có thể nó sẽ khác. Zoom riết thì anh em chuyện điện thoại thì anh em sẽ biết nha. Tiếp theo thì ở đây có nút shift trái là thay đổi chiều ngang chiều dọc. Chúng ta giữ shift thì có thể kéo lên như thế này. Đây là phím tắt. Còn anh em có thể di chuyển ngang thì bằng cách ấn vào đây. Khi ấn vào di chuyển ngang dọc thì nó sẽ kích hoạt như thế này. Di chuyển dọc thì nó sẽ chỉ kéo lên như thế này thôi. Nó không kéo ngang được. Đó. Nha. Thì bây giờ mình sẽ để một cái ở đây. Và một cái nữa. À. Khi đã đồng ý vị trí rồi thì tương đối rồi thì anh em sẽ ấn nút xác nhận này. Giống như ấm trần ca thôi anh em, không có gì đâu. Đó thì anh em sẽ để nó ở đây. Kéo nó lên một chút. Nó cao một chút. Đó, để mình bay sang. Thế thôi, hai cái là đủ rồi. Đó là ok, mình sẽ ấn save vào. Sau đó thì anh em ấn chỗ X rồi nó thoát ra, ấn xác nhận. Bây giờ thì đơn giản là chúng ta lấy cái anh đào rồi bay lên thôi. Đó, rất dễ dàng. Sau đó anh em đã lấy được cái đồng xu, quay lại báo với NPC, thế là anh em có thể tự chơi được rồi. Ok, bây giờ là nó bắt đầu cho chúng ta chơi thật này. Thì ở đây anh em thấy là có 10 trái tim đây, tức là 10 máu. Mình sẽ chơi thử nha. Bây giờ thì cái đoạn đầu này là nó
Vừa nãy là cái đoạn anh em đã lấy cái đồng xu rồi, bây giờ em phải chạy ra phía sau này nó mới bắt đầu này. Ok. Lần vừa rồi fail quá, để mình chạy lại lần nữa. Cái đầu tiên cơ quan này nó sẽ thả ra một cái nguyên tố. Đó, khi dính vào nó sẽ mất một cái tim như thế, nên anh em tránh nha. Mình làm thử làm mẫu thôi anh em ơi. Ok. Lấy cái bàn chân này thì nó sẽ giúp cho mình nhảy rất là cao, nhưng mà anh em bấm space thì bấm khẽ thôi. Không thì nó chạy quá đây anh em. Đoạn này thì chắc mình đi xuống đây để lấy cái này đi. Nhảy cao quá là nhiều khi nó chạm một cái đích luôn đấy anh em. Khá là khó. Sự kiện nó tên là tinh xảo khéo léo mà. Nó phải khéo léo anh em ạ. Ai mà không thích khéo léo thì chắc là chỉ cần chơi xong lấy nguyên thạch rồi é thôi. Đây. Yeah. Cái này là mình chạy lần thứ 3 rồi cho nên nó mới có vẻ mượt mượt như thế. Khi đã xong rồi thì nó sẽ có thưởng sự kiện đây. Anh em sẽ được thưởng 70 nguyên thạch và những cái nguyên liệu như bên cạnh này. Ở cái tab bên cạnh này nó yêu cầu anh em chơi bí cảnh do người khác công bố, thiết kế và công bố một bí cảnh. Thì như thế nào? Đơn giản thôi. Anh em bấm vào bí cảnh tự thiết kế này. Trong đây nó sẽ có những cái bí cảnh mà có 21 like này, 7 like này, 0 like này, hay là số lượt chơi này. Đó, anh em có thể chơi thử nha. Cái tiếp theo là tự thiết kế thì nó ở đây. Ấn vào nút cộng này sẽ tự thiết kế để lát đấy để sau nha. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử một cái bí cảnh mà do game nó có sẵn. Đây anh em bấm vào này, anh em sẽ thấy là có 3 máu. Có những cái tác là giới hạn giờ này, điểm cuối mê cung. Và có một cái người thiết kế là tên người thiết kế này. Hôm nãy mình chơi có một cái là do game nó tự thiết kế cơ anh ạ. Mình không nhớ là cái nào nữa. Ok, rồi chơi bừa đi. Lấy cái này nhiều like chơi thử đi. Anh em mà có... Úi dồi. Nhìn nào thế? Chơi như nào đây? What? Ông nào thiết kế khủng khiếp vậy? Cái này là cái nguyên tố này, mình đứng lên mình sẽ dính ấn băng. Cái gì trời? Anh em thiết kế khó thế. Ủa rồi sao? Cảm giác là không biết là cái chỗ cái cổng ra nó ở đâu. Sao có ít đồng xu thế nhỉ? Thế mà được nhiều like vãi anh em ạ. Ôi, đây nữa này. À. Oh, yay! Mình đã chiến thắng cái bí cảnh này. Like. Mình chiến thắng rồi, không biết sao mình thắng luôn. Cười ý. Giấu cái cửa thôi anh ạ. Phải giấu cái cửa đi, tạo cái thật là nguy hiểm vào, sau đó mình giấu cái cửa đi. Tạo một cảm giác chiến thắng cho người chơi không quá khó khăn. Hợp lý, hợp lý. Ok. Trong một phần thưởng sự kiện này nó có một cái thưởng đây đây, 70 nguyên thạch. Úi rồi. Thì mỗi thế là được 70 nguyên thạch, thơm quá anh ạ. Bây giờ thiết kế một bí cảnh và công bố một bí cảnh thì đây mình thử thiết kế thôi nhá. Đây chỉ thử thôi anh ạ. Mình ấn sang cái tab bên cạnh này, sẽ ấn bí cảnh giả tưởng mới. Trong này sẽ có một cái đây, tùy anh em chọn cái nào cũng được. Ví dụ cho mình chỉ ví dụ thôi. Để lấy thưởng trước. Đây là cái đích này. Nó không di chuyển được. Ok, mình sẽ làm một cái đơn giản thôi. Sẽ đặt cái điểm cuối nó ở đây. Đây, ví dụ thôi nhá. Mình đặt cái điểm cuối nó trong góc này. Sau đó thì mình sẽ đặt một cành anh đào ở bên dưới này. Đây, tiếp đất. Đó, sau đó thì ấn xác nhận này. Mình sẽ đặt thêm điện cực lôi ở đây. Đặt vài cái thôi. Cực lôi thứ hai ở đây. Cực lôi thứ ba ở đây. Đó, như thế mình nghĩ là đã khá là đúng với ý tưởng của mình rồi. Đấy, để test thôi. Đồng xu thì sẽ đặt ở đây. Phím shift này dùng khá là tiện anh ạ. Lên xuống này giữ shift. Cái này không clone ra được nhỉ anh em. Có nút sao chép nha. Có ngay. Anh em chỉ cần chọn cái đồng xu, ấn nút sao chép là nó sẽ clone ra rất nhiều đồng xu cho anh em tao nhặt. Ok, để tăng thêm phần hào hứng cho anh em, mình sẽ quảng thêm mấy đồng xu ra đây, nhặt cho nó đã. Dùng cái camera này thì thực sự là nó hơi bị khó chịu một chút, nhưng mà xài lâu nó cũng quen anh ạ. Quen thôi chứ không thể nào quen đến mượt mà hết được. Ok. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử chơi thử nha. Thử mình nghĩ là mình đã lưu nó lại đã. Lưu.
Đó, nãy giờ thiết kế nó hỏng mất. Game mình sẽ chơi thử xem nào. Đây là bí cảnh của mình nha anh em. Let's go. Ủa? Bí cảnh tôi thiết kế là cái cành anh đào của tôi đâu rồi? À đây. Nó ở bên này các bạn. Ok. Quên mất mình còn chưa setting là nhặt những cái gì. Ui giời, như thật. Phải gọi là như thật anh ạ. Ủa? Rồi sao? Làm sao trèo lên đây? Má cái thằng nào thiết kế ngu thế? Làm sao lại trèo lên? Để sửa lại anh ạ, cái này phải sửa lại thôi. Mà như thế hay đấy anh em. Đấy, bây giờ bỏ một đồng xu đi, phải thêm một luồng gió vào cho nó ảo. Bỏ đồng xu đi, thu hồi này. Cứ qua này có thể thả một lần gió vào đây. Đó, nghe nó sẽ thổi lên. Hợp lý không anh em? Sao pep cho đồng xu? Đó, rồi. Trong phần setting này có đến đích đây. Thu thập đồng mạo hiểm. Đấy, nó yêu cầu thu thập bao nhiêu đồng. Điều kiện hạn chế cấm dùng kỹ năng, thiết lập hạn giờ. Nhưng mình tự đặt hạn giờ thật là ngắn thôi. Thời gian tối thiểu là 30 giây. Ôi trời ơi. Số lượng HP 1. Chơi cái này vui phết, nãy giờ mình nói không biết mệt luôn anh ạ. Bẫy như kiểu bẫy chuột ấy, này làm sao bẫy được ai. Trong phần bấm chơi thử, bấm cách chơi bí cảnh. Ôi, bấm cách chơi bí cảnh là nó sẽ nhảy ra chơi thật luôn anh ạ. Đây, nó sẽ báo như thế này. Đó, đếm ngược thời gian đi thật. Nó phải chạy đi lấy đồng xu. Xong rồi đó anh em. Em có thể bấm công bố bí cảnh để lấy phần thưởng này. Xong rồi, bây giờ mình sẽ bấm nút công bố bí cảnh nha. Đây nó sẽ có những cái quy tắc này. Giới hạn giờ, đồng mạo hiểm, điểm cuối, độ khó thấp. Công bố bí cảnh. Đang công bố anh em. Chắc là nó phải có đợi theo lượt hay là gì. Nhiều anh em công bố quá. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Và ở đây chúng ta có thể nhận được phần thưởng rồi. Ok, đó là hết rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video đây. Chúc anh em chơi sự kiện vui vẻ và có nhiều cái giây phút thư giãn nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye cả nhà.